quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc thực hiện các công trình dự án, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, đã mang lại những đổi thay hiện hữu về hạ tầng giao thông. Người dân trên địa bàn tỉnh vui mừng phấn khởi khi các tuyến đường được mở rộng, đầu tư xây dựng khang trang kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương đi lại, phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại những bất cập khi tình trạng cột điện, trạm biến áp nằm trên lòng đường trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư, chính quyền các địa phương chưa kịp thời phối hợp với ngành điện để di chuyển kịp thời, gây mất mỹ quan an toàn cho người tham gia giao thông. Tuyến đường này trên địa bàn tổ dân phố 5 dân thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, sau nhiều năm xuống cấp, đến giữa năm 2020 đã được đầu tư nâng cấp khang trang kiên cố. Người dân vui mừng khi có con đường mới rộng rãi hơn, nhưng cũng không khỏi băn khoăn lo lắng khi hàng cột điện, trong đó có một trạm biến áp chống quá tải, vẫn chưa được di chuyển kịp thời. Cái thứ nhất là nó phản cảm đối với lại cái cảnh quan của khu vực. Sau nữa là cái việc mà nó tác động đến cái hoạt động giao thông, an toàn giao thông, nhất là buổi tối. Trường tàu Phát Diệm là học sinh rất là đông, mà hiện nay có hai khu, đây là khu A và khu B, cách nhau chỉ có hơn 100 mét thôi. Thì hiện nay là các cháu là vẫn hàng ngày đi học giữa khu A và khu B, nhất là học sinh tiểu học thì còn nhỏ nên là các bậc phụ huynh là hàng ngày phải đưa đón rất là nhiều. Mà hiện nay thì con đường để lưu thông giữa khu A, khu B này vướng cái đường điện này, nên là khi lúc mà tan tầm các bậc phụ huynh đến đón con này, thì hiện nay là bị ách tắc rất là khó khăn như thế. Mong muốn là làm sao là di rời được cái đường điện này để chuyển làm sao cho nó hợp lý, tức là chuyển ở phía ngoài để đường thông hệ thoáng, để khi mà các cháu đi học cũng như là các bậc phụ huynh cái lúc chuẩn bị tan tầm đến đón các cháu là nó thông thoáng được. Chứ hiện nay là nó rất bất cập trong các cái cuối các cái buổi học khi phụ huynh đến đón. Còn tại xóm 10 và 11 xã Như Hòa, hơn chục chiếc cột điện nằm ở lòng đường như thế này. Điều đáng nói là có những cột điện nằm ngay ở ngã ba đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, từ năm 2014, khi con đường liên thôn này được mở rộng từ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hàng cột điện đã tồn tại và đến nay vẫn chưa được di chuyển. Nhân dân ở đây nó rất đông, nên đi lại đường thì nó bé, cột điện thì nó nằm một phần ba đường. Cho nên là ảnh hưởng thì rất nhiều, lớn lên cái việc giao thông đi lại xe cộ trên đường của thôn xóm. Nguyện vọng của nhân dân là cũng là rất mong muốn là chúng ta làm sao là đưa cột điện ra ngoài để mở rộng cái lòng đường cho nhân dân đi lại. Cái cột điện này ngày trước là nó ở mé đường, nhưng mà khi nông thôn mới mở rộng đường đó là cái cột này bây giờ là hiện trạng là nó nằm ở trong lòng đường. Nói về giao thông thì nói chung là quá bất cập. Và tôi, gia đình tôi, nhà tôi ở đây thì đã chứng kiến mấy vụ tai nạn ở tại chỗ này. Cho nên là cũng nhờ coi như là ngành điện di rời cái hàng cột điện đi để đảm bảo an toàn cho giao thông. Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Ninh Bình, hiện có trên 30 xã phường thị trấn ở cả 8 trên 8 huyện thành phố còn tồn tại tình trạng cột điện, trạm biến áp nằm trên lòng đường. Nguyên nhân của tình trạng trên là do quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng nâng cấp đường giao thông giai đoạn trước, chưa tính toán đến hạng mục di chuyển cột điện, trong khi kinh phí cho công việc này khá lớn. Có những vị trí cột điện nằm trên lòng đường, tồn tại đã lâu, nhưng cũng chưa được các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết. Vì vậy, khi thực hiện các công trình, dự án giao thông, dù kinh phí bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng đã được tính toán, nhưng một số chủ đầu tư, chính quyền địa phương chưa tích cực triển khai, phối hợp với ngành điện để di chuyển kịp thời. Cụ thể như tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, sau khi mở rộng tuyến đường liên thôn, cột điện đang ở bên đường, giờ đây lại nằm ở vị trí ngã ba, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Về mặt mỹ quan trông chúng tôi thấy cũng đã khó coi. Cái thứ hai nữa là phương tiện giao thông càng ngày càng đông nên đi lại khó khăn, mà nếu mà cái trường hợp trời cần tối hoặc là trời tối mà đi thì tai nạn sẽ xảy ra. Mà tai nạn đã xảy ra, đã xô vào cột điện mà đổ xuống thế này ảnh hưởng đến cái đường điện giật chết người. Cho nên là chúng tôi thấy cũng cần phải có ý kiến với nhà nước, với các cơ quan để tham gia để có điều kiện di chuyển cái cột điện đi để thế nào đi lại cho nó hợp lý và nó phù hợp với giao thông.
Còn tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tình trạng trạm biến áp nằm ngay trên lòng đường nhiều năm chưa được di chuyển cũng đã khiến người dân sống gần khu vực vô cùng lo lắng. Trạm biến áp này hiện nay gọi là nằm trên ngay, tức là trên cái hành lang đường. Đây là thứ nhất là mất cái mỹ quan, cái thứ hai thiếu an toàn. Ở đây là nhiều trường hợp những người đi tối đêm ấy, là người ta đi là không để ý, là người ta va chạm cái bệ đỡ của cái trạm biến áp là rất là nguy hiểm. Cơ quan có chức năng là cố gắng di dời để là an toàn tuyệt đối và mang lại cảnh quan cho xã chúng tôi và khu dân cư là nông thôn mới kiểu mẫu. Mong muốn của người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng lúc này chính là sự vào cuộc sớm của ngành chức năng để di chuyển kịp thời những cột điện, trạm biến áp nằm ở lòng đường, đảm bảo mỹ quan, an toàn hành lang lưới điện và giao thông đi lại của người dân. Trước những bất cập tồn tại và kiến nghị mong muốn của người dân về tình trạng cột điện, trạm biến áp nằm trên lòng đường, các cấp các ngành đã có những giải pháp cụ thể linh hoạt để giải quyết khắc phục tình hình. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường có cột điện nằm trên lòng đường, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn người dân khi lưu thông trên các tuyến đường có chướng ngại vật, đồng thời tiến hành lắp đặt bổ sung hệ thống biển cảnh báo, sơn phản quang, giúp người dân nắm rõ nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Vận động các hộ gia đình không lấn chiếm lòng lề đường, giảm tối đa sự phát sinh các điểm tập trung đông người trên các đoạn có cột điện, trạm biến áp nằm ở lòng đường. Chúng tôi cũng đã là tuyên truyền, nhắc nhở tới các cái hộ dân là khi tham gia giao thông đến cái vị trí này thì thường xuyên là thứ nhất là phải giảm tốc độ, thứ hai là phải quan sát chú ý từ mọi phía để đảm bảo cho an toàn giao thông. Người địa phương đã có những cái biển để cảnh báo là nhân dân là phải đi làm sao để đảm bảo cái an toàn giao thông vì nó nằm giữa đường. Còn trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng đã làm việc với ngành điện lực của Kim Sơn thì cũng đã khảo sát và lên cái kế hoạch. Như vậy là không có gì thay đổi thì vào cuối tháng 12 năm 2021 thì ngành điện cùng với địa phương sẽ khắc phục cái tình trạng này. Về phía địa phương thì cũng đã tuyên truyền cho người dân, tức là khi đơn vị tổ chức thi công thì nhân dân là cũng tạo điều kiện làm sao để đơn vị thi công cho tốt nhất. Tuyến đường Bái Đính 3 sao đoạn qua địa bàn xã Gia Hòa đang trong quá trình thi công xây dựng. Hàng cột điện, trạm biến áp nằm giữa đường nhưng chưa được di chuyển kịp thời. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương, ngành điện đã triển khai những giải pháp cụ thể. Dự án tuyến đường Bà Đính 3 sao đi qua địa phận xã Thọ Hòa là 9 km. Hiện nay thì có rất nhiều cột điện cao thế và hạ thế nằm trên hành lang an toàn giao thông, cũng như các trục đường chính của tuyến đường Bà Đính 3 sao đi qua. Thì để đảm bảo cho công tác an toàn giao thông cũng như việc đảm bảo thi công cho doanh nghiệp thì đề nghị các cấp thẩm quyền khẩn trương bố trí thời gian để di chuyển các cột điện để đảm bảo cho việc an toàn giao thông cũng như việc thi công của tuyến đường Bà Đính 3 sao thời gian tới. Trong thời gian mà chờ điện lực các cấp thẩm quyền di chuyển cột điện thì Gia Hòa chúng tôi đã có những cái biển báo cảnh báo cho người dân đi qua những khu vực mà bị ảnh hưởng, đặc biệt đến cột điện mà có dây điện nó trùng ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Chúng tôi đã có những cái biển báo cảnh báo cho nhân dân biết. Từ đầu năm 2018 thì điện lực đã thực hiện cái việc mà phối hợp kiểm đếm cùng với ban quản lý dự án huyện để triển khai tiến hành những con đường này. Điện lực chúng tôi đã đưa ra các cái giải pháp kỹ thuật để di chuyển trạm biến áp, di chuyển cột đảm bảo kỹ thuật an toàn. Đồng thời là trong quá trình mà chưa kịp di rời thì cũng đưa ra những cái cảnh báo về cái việc mất an toàn nguy hiểm trong quá trình thi công là có thể va quẹt vào lưới điện gây gián đoạn lưới điện. Người dân và cử tri mong muốn trong quá trình thực hiện các công trình, dự án mở rộng, nâng cấp đường giao thông, các ngành chức năng cần phối hợp thực hiện di dời cột điện, trạm biến áp hoặc hạ ngầm đường dây trước khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đường. Đối với các vị trí cột điện, trạm biến áp do lịch sử để lại đã lâu, chính quyền địa phương cũng nên quan tâm bố trí nguồn kinh phí hoặc kêu gọi nguồn hỗ trợ, thực hiện xã hội hóa, tích cực phối hợp với ngành điện để di dời kịp thời. Hiện nay cái trạm thì nó ở cây cái ngã ba hay là ở cái dưới lòng đường, cái ba là nó hơi thấp,
nên là di dời. Mà để cho chính quyền ở xã mà làm thì không đủ khả năng đấy về nguồn tài chính, nên chính vậy là chúng tôi cũng đề nghị với ngành điện, đề nghị với Sở Công Thương cùng với chính quyền địa phương làm sao là trong thời gian sớm nhất là có cái kế hoạch để nâng cấp cải tạo, đấy, đảm bảo được cái an toàn lưới điện, đảm bảo được cái an toàn giao thông, đảm bảo được cái cảnh quan cho địa phương. Đường này nằm trong cái đường dự án, tiểu dự án của cái biến đổi khí hậu. Cho nên là tiến tới cuối năm nay là cái công ty họ sẽ làm con đường này. Đấy, làm con đường này hết cái địa phận Phát Diệm và xuống cái đường Vành Đai, trên cái tuyến đường này. Đấy là về lâu dài, còn trước mắt thì thị trấn Phát Diệm cũng đề nghị những cái tổ nhân dân số 1 của phố Lam Dân ấy, cũng là động viên các bác những hộ bám cái con đường này để làm những cái hệ thống điện chiếu sáng. Đấy, hệ thống chiếu sáng để đảm bảo đêm cho có ánh sáng đi, đảm bảo cho cái an toàn giao thông. Trên thực tế, việc di dời cột điện, trạm biến áp phải kèm theo việc di chuyển đường dây, mắc nối lại lưới điện, mặt bằng để đặt cột điện, thay đổi phạm vi hành lang an toàn lưới điện. Nên việc tìm địa điểm chuyển cột và kinh phí thực hiện cũng là vấn đề đặt ra. Chính vì vậy, ở một số địa phương nguồn ngân sách khó khăn, tiến độ di chuyển hệ thống cột điện vẫn phải chờ để kết hợp triển khai cùng các dự án mở rộng, nâng cấp đường giao thông. Thế nên những giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông của người dân là vô cùng cần thiết. Chúng tôi cố gắng rằng là chú trọng, chú ý tại những cái vị trí mà đang còn nguy hiểm, thường xuyên kiểm tra, bổ sung và nhắc nhở, cảnh báo các người dân bằng các loại biển báo, đảm bảo an toàn về kỹ thuật, về sử dụng điện, thiết bị điện, nhằm hạn chế tối đa nhất những cái mất an toàn mà người dân có thể vướng phải trong quá trình di chuyển. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất mong rằng là các chủ dự án công trình phải đẩy mạnh cái trách nhiệm hơn nữa và để bố trí cái nguồn vốn để di rời những cái cột điện, trạm điện ra khỏi lòng lề đường, nối riêng và cũng như là cái hệ thống điện mà đang còn liên quan đến công trình dự án chưa đảm bảo an toàn. Để tránh những hệ lụy và lãng phí thì khi thực hiện các công trình dự án giao thông, các ngành chức năng cần quan tâm kịp thời bố trí nguồn kinh phí di rời cột điện, trạm biến áp, có như vậy mới đảm bảo về mặt mỹ quan và sự an toàn cho người dân. Các địa phương có dự án đi qua được mở rộng, nâng cấp đường giao thông, thực sự phấn khởi, yên tâm khi các công trình sẽ mang lại những đổi thay tích cực cho cuộc sống. Tới đây thời lượng dành cho chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.